Xin chào các bạn, hiện tại thì mình đang có đây chiếc Xiaomi Mi Mix, phiên bản bộ nhớ trong 128GB và 4GB mà mình mới lấy từ hệ thống của Hoàng Hà Mobile. Mức giá tại thời điểm hiện tại bây giờ đang khoảng 17 triệu đồng và cũng không có nhiều máy để mua đâu, do cái tình trạng khan hàng ngay từ phía Trung Quốc. Mình cũng đã có khoảng nửa ngày để trải nghiệm trọn vẹn mọi tính năng và những điểm mới mẻ trên chiếc máy này, và bây giờ thì mình muốn chia sẻ với các bạn. Đầu tiên phải nói về thiết kế thì có thể thấy là lần đầu tiên Xiaomi bước ra khỏi cái bóng của chính mình khi sản xuất ra là một chiếc điện thoại mà không giống ai, và thật sự là nó gây ấn tượng với giới công nghệ bởi cái viền màn hình siêu mỏng này. Tạm bỏ qua mọi lời quảng cáo là không viền, mình chắc là các bạn vẫn nhìn thấy viền rõ rành rạch ra đây. Ảnh quảng cáo render sản phẩm thì cũng chỉ hơi là mỏng một chút thôi, nhưng mà phải công nhận là cái viền này nó rất mỏng và mang tới rất là nhiều cảm xúc khi cầm. Kết hợp với cả màn hình cong 2.5D thì những nội dung hiển thị như là tràn ra tới tận mép của máy, thật sự rất là đã. Tỷ lệ kích thước của màn hình so với mặt trước là 91.3% trên một kích thước màn hình 6.4 inch. Hầu hết các smartphone hiện nay thì nếu cao cũng chỉ tới tầm hơn 70-71%. Chiếc iPhone 7 Plus mới ra cũng chỉ có tới gần 68% mà thôi. Để có được một thiết kế ấn tượng như thế này thì buộc Xiaomi đã phải đánh đổi bằng việc thay thế các chi tiết cơ bản của một chiếc điện thoại như là loa thoại, cảm biến tiệm cận, cảm biến đánh sáng và kể cả camera trước một cách khôn ngoan hơn. Toàn bộ phần mặt trước này thật sự là vô cùng choáng ngợp. Thay vì sử dụng chất liệu nhựa hay kim loại thì Xiaomi sử dụng gốm để thiết kế nên chiếc Mi Mix này. Toàn thân của máy đều là gốm luôn, thậm chí cả những phím nguồn hay phím tăng giảm âm lượng rồi là khay SIM nữa. Nó đẹp và đẹp một cách cuốn hút nhưng mà không có gì hoàn hảo cả. Chiếc Mi Mix này cũng có điểm trừ giống như chiếc iPhone phiên bản Z Flip vậy, bề mặt quá trơn bóng và cực kỳ dễ bám vết vân tay. Đặc biệt là khi bám vào thì trông chiếc máy khá là kinh. Mình nghĩ là người dùng nên luôn thủ sẵn một chiếc rẻ lau trong túi để tiện vệ sinh máy mọi lúc mọi nơi. Kích thước lớn của máy cùng với việc máy tương đối nặng tay, tới hơn 200g, thế nên là cảm giác cầm nắm mình nghĩ là cũng không thực sự an tâm lắm đâu. Những lúc chụp ảnh hay là selfie thì mình vẫn luôn cảm thấy hơi ghê tay. Cũng rất may là Xiaomi tặng kèm một chiếc ốp lưng da và được lót nhung lụa mềm bên trong. Bản thân thì chiếc ốp trông cũng khá là đẹp, cao cấp. Đánh đổi lại khi dùng ốp đó là cái viền máy sẽ dày hơn đáng kể. Các bạn nhớ là chất liệu gốm này thì chưa rõ chống xước như thế nào, nhưng mà không bền lắm đâu, rơi một phát là bể trứng luôn đấy. Nên là các bạn cố gắng giữ gìn, sử dụng ốp thường xuyên và cố gắng đừng để đánh rơi. Về thiết kế tổng thể thì mặc dù trông từ ngoài vào chiếc Mi Mix này có vẻ vuông vức, nam tính mạnh mẽ, nhưng mà máy cũng vẫn cho cảm giác cầm nắm dễ chịu và không bị cắn tay bởi vì cách xử lý các đường viền cực kỳ mịn màng. Bốn cái góc này nó được bo cong nhẹ và các phần tiếp giáp cũng có độ hoàn thiện rất là cao bằng thủ pháp ghép nối chốt mộng, không hề có keo dính hay là đinh ốc gì để cố định hết. Các khe USB, loa rồi là mic cũng rất là cân đối tỉ mỉ. Chưa thể hoàn hảo nhưng mà mình đánh giá cao tính sáng tạo và sự độc đáo trên chiếc máy này. Mình sẽ chia sẻ thêm khi có nhiều thời gian trải nghiệm hơn. Giờ thì mình sẽ nói về cảm nhận của mình về cái màn hình của máy. Theo mình tìm hiểu thì màn hình OLED của chiếc Mi Mix này do hãng Sharp sản xuất chứ không phải là LG. Độ phân giải cũng hơi dị, 1080x2040px, cũng chỉ nhìn hơn Full HD một chút. Với cái kích thước màn hình 6.4 inch thì mật độ điểm ảnh cũng chỉ dừng lại ở 362 ppi. Nhìn chung thì khi trải nghiệm sử dụng bình thường xem phim xem ảnh thì ổn, nhưng mà khi chơi game thì hơi rỗ. Màn hình này thì có thể tùy chỉnh được tỷ lệ hiển thị là 16:9 hoặc 17:9 bằng việc ẩn hay hiện cái thanh phím điều hướng cảm ứng bên trong màn hình. Chúng ta chỉ cần vuốt lên vuốt xuống rất là tiện. Khi xem phim hay là chơi game thì chúng ta nên ẩn nó đi để có không gian hiển thị rộng rãi hơn. Cái băng bóng trợ năng này cũng khá là linh hoạt. Nếu như các bạn không dùng cái thanh phím điều hướng thì chúng ta có thể dùng phím ảo này cho tiện, không chiếm nhiều không gian diện tích. Về chất lượng hiển thị thì độ sáng của máy rất là cao và hiển thị cực kỳ tốt trong điều kiện ánh sáng ngoài trời. Độ tương phản cũng vậy, rất là cao. Đồng thời thì theo truyền thống của màn hình OLED là nịnh mắt và đẩy rực lên những cái gam màu cơ bản như là xanh, đỏ, vàng, rất tươi và rực rỡ. Màu đen thì hiển thị cực kỳ sâu và tràn ra cả cái phần mép viền, tạo cái hiệu ứng rất thích. Máy cũng cho tùy chỉnh nhiệt màu, độ tương phản và hay nhất đó là cái chế độ màu cơ bản để tái tạo màu sắc gần nhất với màu gốc khi chúng ta cần đến màn hình tham chiếu chuẩn. Góc nhìn của máy cũng rất là tốt. Mình đánh giá cao màn hình của Mi Mix, vừa cho trải nghiệm ấn tượng với thiết kế với viền siêu mỏng, vừa cho chất lượng hiển thị xứng tầm. Tiếp theo thì mình muốn chia sẻ về hệ thống loa áp điện. Như các bạn thấy thì máy không hề có loa thoại như truyền thống mà Xiaomi đã đề cập vào bên trong, một công nghệ gọi là công nghệ gốm áp điện, hay vẫn cứ gọi điện như cách bình thường mà chúng ta vẫn nên làm thôi. Cơ chế hoạt động sẽ là tín hiệu số sẽ được chuyển qua bộ đắc âm thanh trở thành tín hiệu điện, sau đó đi qua gốm áp điện và truyền tới bộ khung của máy. Bộ khung dao động và truyền tải âm thanh đến tai của chúng ta. Như vậy là chúng ta có thể áp tai vào bất kỳ vị trí nào ở trên máy để nghe, nhưng mà để nghe âm to và rõ nhất thì vẫn là vị trí truyền thống. Về chất lượng âm thanh thì mình cảm thấy là nó to, rõ ràng, rõ quá và thậm chí rõ đến mức mà người bên cạnh đứng ngoài vẫn có thể nghe thấy được. Công nghệ này có vẻ hay ho nhưng mà điểm trừ đó là khiến âm bị lọt. Chẳng hạn như là ông nào mà cứ léng phéng bên ngoài gọi điện ở nhà với bồ nhí thì vợ nghe thấy hết, rất là nguy hiểm. Thêm nữa đó là khi nghe thì các bạn sẽ cảm thấy toàn bộ phần khung của máy sẽ rung nhẹ. Nếu như không quen thì cũng thấy hơi khó chịu đấy. Được rồi, đó là lời giải thích cho loa thoại. Vậy còn cảm biến tiệm cận thì sao? Chi tiết này thì cũng được Xiaomi tích hợp ngầm vào bên trong máy bằng công nghệ siêu âm. Khi đưa máy lên tai thì đèn màn hình sẽ tắt như thường lệ thôi. Cái cảm biến nằm ở khoảng 1/3 phần trên của máy. Trải nghiệm thì mình cảm thấy nó nhạy chẳng kém gì các thiết bị khác sử dụng cảm biến tiệm cận hồng ngoại thông thường. Tiện thể thì nó luôn là cái cảm biến ánh sáng của máy nằm ở cái phần giải dưới của màn hình, không thể nhìn thấy được luôn. Mình mò mãi mới thấy. Cuối cùng là nói về camera trước. Do nó bố trí phía dưới màn hình và cái góc chụp hơi bị hướng lên nên là buộc chúng ta khi chụp ảnh selfie sẽ phải lộn ngược lại màn hình để chụp. Nhìn chung thì cũng hơi gây bất tiện một chút nhưng mà mình nghĩ là người dùng sẽ nhanh quen thôi. Các bạn có thể tận dụng cái cảm biến vân tay để làm nút chụp ảnh. Mình có cảm giác là cái góc chụp của máy nó không được thoải mái cho lắm.
hơi bị lệch và khó đo góc đẹp do cái vị trí của cụm camera nó nằm ở quá xa trung tâm và cái bề ngang của máy cũng khá là rộng. Về chất lượng ảnh chụp thì cảm quan nhanh là ảnh có độ sáng cao, đo sáng khá là ngon nhưng mà chất hình thì mình cảm thấy không ấn tượng cho lắm. Độ chi tiết ảnh không cao và ảnh hơi bị bết. Mình sẽ chia sẻ nhiều hơn ở bài đánh giá camera. Vừa rồi là video 5 trải nghiệm mới mẻ trên chiếc Xiaomi Mi Mix. Mình sẽ gửi tới các bạn những đánh giá chi tiết hơn về sau. Đừng quên nhấn like, share video và ấn subscribe để luôn cập nhật những video mới nhất được đăng tải trên VnReview Channel. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình sẽ sớm trở lại. Xin chào.